Ôi tôi chết rồi. Đức Phúc sẽ gọi cho ai nè? Em gọi cho cho Hòa trước đi nha. Cho Hòa, dạ rồi. Từ em thử. Chết tổ em chưa có nói. Ôi. Hậu quá. Để mới biết. Alo, chị đang ở đâu đây? Chị đang ở nhà. Ồ, chị về Sài Gòn rồi à? Ừ. Này nhưng mà ý là bên em nói cái này được không? Nói đi, bà Lúa đang làm việc. Ê nhưng mà xin lỗi nha. Đấy. Tha lỗi cho em nha. Anh nhanh, chị đang lên đơn, chị mệt đá, đừng có nói nữa. Ôi từ từ nhưng mà ý là thực ra là tại vì lúc nãy cũng ngồi suy nghĩ. Tại vì Rick nó đang giận em về cái việc mà không có cảnh cận. Xong rồi là không nghĩ đến chị. Thực ra là em biết là chắc là hôm đấy chị cũng giận thật, là vì mấy cái cảnh mà phải thơm bạn trai đúng không? Ủa em ơi, cái thùng này là xong rồi mình gói hết áo rồi đó hả? Xong hết áo rồi đó hả? Mình gói hết áo rồi đó là hết đó. Hết chỗ thùng rồi. Từ ơ, em hả? Chị nghe thấy không? Cái gì? Mình nói nhanh lên xong mày cứ phải ngậm ngùi thế cái thằng này. Em nói xong rồi chị còn đang mải chốt đơn thì có. Em bảo này thôi nhưng mà ý là hôm đấy có buồn thật không đấy? Cái gì? Cái cảnh, mấy cái cảnh thơm Otis này. Ý là từ đến em nói gì, từ đến nói lại nói lại. Em bảo là em không biết là chị có giận thật hay không, mấy cái cảnh mà thơm Otis ấy kiểu có sao không? Ôi con làm gì đấy? Con làm gì đấy? Em vẽ thì con vẽ màu khác nữa, con đừng vẽ màu đấy. Con làm không tan nhéo, con vẽ thêm màu đỏ nữa. Mẹ đi ra đi! Ôi tôi chết rồi! Thôi nhá, nhưng mà con nói lại đi. Con nói lại giọng khác cho mẹ nghe nào. Mẹ ơi, mẹ đi ra đi nhà. Rồi, ok. Vậy mẹ tôn trọng không gian riêng của con nhá. Nhưng mà bố mẹ cẩn thận không gì vào áo nhá. Nè, em đang gọi điện thoại bàn chứ không có gọi Facebook nha. Đang gọi điện thoại bàn chứ không gọi Facebook. Thì đây, từ từ, đang nói nó. Ê này, nhưng mà ý là cái hôm đấy mà phải thơm bạn trai thì không có sao đâu đúng không? Ý là chị không có buồn đúng không? Chị bây giờ chị có gì đâu buồn. Thế à? Tại vì em đang định là nếu mà kiểu chị buồn thì em định quay lại một cảnh của chị. Thôi chị đang bận em nhá. Bận chuyện sao em nhá. Bận sao em nhá. Ôi này từ từ. Chết. Chưa kịp bay tiền. Chết rồi. Ấy, nhưng mà mọi người có thấy không? Đấy, em đã chị nói chị là chị Hòa mà hãy chốt đơn của mọi người ơi. Rất là hiện tại là Hòa, chị Hòa đang có row shop nha. Row shop là rất là đang đắt hàng nha. Trong một buổi livestream mà chốt được gọi là mấy nghìn đơn. Ôi trời quá trời luôn. Mày có coi là mọi người màu son lại hết hàng á. Hết hàng rồi mọi người. Chưa kịp đánh thử hết hàng rồi. Khổ thân lắm mà. Mà ý là chị có thể thấy đấy rằng là mặc dù là bọn em kiểu như thế thôi nhưng mà đúng thật là bọn em không có giận dỗi gì nhau hết. Hay bây giờ thử gọi thử Eric xem. Eric đang bay rồi. Đang bay. Đúng rồi, đang bay từ Hy Lạp về đấy. Trời ơi, tiếc quá. Nên là không là em cũng gọi luôn rồi. Còn coi như là mấy chị em là lúc nào cũng sẽ như thế. Còn chị Hòa hiện tại thì ngoài cái việc mà nghĩa là bọn em kiểu ba chị em, nhưng mà thực sự là bọn em rất là thương chị Hòa. Tại vì thương ở đây là vì kiểu mình cùng nhau và mình kiểu mình chứng kiến hết tất cả những cái quãng đường mà từ khi mà bọn em chơi với nhau đến thời điểm hiện tại thì bọn em kiểu hiểu nhau và cũng như rằng là hiểu được những cái mà chị Hòa phải trải qua và những cái mà hiện tại mà khi mà chị Hòa gọi là ở đây xong rồi lo bé Bo, lo gia đình cũng như là phải lo cho cả công việc nữa. Nên là khi mà thấy đến thời điểm hiện tại mà chị Hòa cũng đang rất là tích cực như thế này và cũng như là công việc mọi thứ cũng rất là trộm vía như này thì bọn em rất là mừng. Như vậy thì... như một đoạn vừa rồi thôi là mọi người thấy bé Bo đấy. Mọi người thấy bé Bo như là kiểu thứ nhất là chị dạy bé Bo rất là khéo và đặc biệt rằng là bé Bo là một cái chàng trai mà thực sự nhỏ thôi nhưng rất hiểu chuyện. Rất hiểu chuyện. Em không biết là em nghĩ là
chắc chắn là cái phần lớn là do chị dạy, nhưng mà bản năng của bé cũng là một cái chàng trai rất là tình cảm vô cùng chị ơi. Nó gentleman từ bé. Đó. Em nghĩ là có thể là một phần nào đó Bo cũng thấu hiểu hay là ít nhất là hiểu được một cái điều gì đấy đó. Nên là bé là một cái chàng trai mà ấm áp vô cùng. Em phải cảm nhận cái điều đấy rất thứ nhất là đặc biệt là rất là yêu thương mẹ của mình, yêu thương ba mẹ và tình cảm ấm áp và rất là hiểu chuyện nữa. Đấy chị thấy không? Đã. Vừa nói một cái thôi sửa liền được lập tức. Mà đâu có ai chỉ dạy những cái điều đó đâu chị. Chị Hòa dạy nhưng mà chị Hòa cũng sẽ là nói là à con phải như thế này. Nhưng xong ngay một giây sau là bé thay đổi liền. Đó. Nên là mọi người đặt hàng cho Hoàng Linh nhiều lần nhá. Vâng, để chị để lo cho bé Bo xong rồi còn quay MV với Kawaii cho mọi người xem nữa nha. Lộ nha. Lộ á. Không biết nha. Là gọi là hé lộ một cái hint về một cái coming soon sắp tới. Đúng nha quý vị khán giả. Gì đó. Chứ chị em Hà với Phúc thì anh còn dài. Bao nhiêu cho đủ. Bao nhiêu cho vừa.